Thợ giày này cảm thấy chán, anh ấy đang mang giày da của khách vào. Vừa ngẩng đầu lên, bản thân đã trở thành người khách da đen. Anh ấy đã rất sợ hãi, nhưng sau một hồi, anh ấy đã chìm vào thú vui này. Chiếc giày này có thể biến thành một ông già. Chiếc giày này có thể trở thành phụ nữ. Chủ chiếc giày này đã mất, anh ấy đã trở thành xác sống. Thợ giày tên là Mark. Bộ phim này là anh chàng đóng giày. Nghe nói là bộ phim có nội dung sáng tạo nhất năm 2015. Câu chuyện phải kể từ sáng hôm nọ, ba đời nhà Mark đều là thợ giày. Mark cũng kế thừa nghề của bố, mở một cửa tiệm ở khu thành phố nhỏ. Người bạn duy nhất của Mark chính là ông chủ tiệm cắt tóc kế bên Jimmy. Buổi sáng hôm đó, Mark đứng ở trước cửa, nhìn thấy một anh chàng giàu có dẫn theo một cô gái xinh đẹp và lái siêu xe, nên Mark đã chìm vào suy tư. Tại sao khoảng cách giữa mình với anh ta lại lớn như thế? Jimmy đã đến khuyên Mark, nói Mark đẹp trai, lại có nghề trong tay, bảo anh chàng nhà giàu đó không bằng anh ấy. Tôi cũng cho rằng như thế. Cảm ơn. Rất rõ ràng Mark biết tự lượng sức mình. Người khách đầu tiên của buổi sáng là nhân viên của hội quản lý dân cư. Cô ấy hy vọng Mark đã phối hợp với bọn họ chống lại việc xây những tòa nhà phức hợp khổng lồ. Nhìn thấy Mark rất qua loa, Carmen bèn đưa cho Mark một tờ truyền đơn, rồi đến nhà tiếp theo. Người khách thứ hai là Leon. Mark đã chú ý ngay đồng hồ của anh ấy. Đây là Rolex mẫu nào đây nhỉ? Leon không hề quan tâm, nói Mark cái đồng hồ này có thể mua đến 2 tiệm giày giống của Mark, và đã chê cười Mark một cách lạnh lùng, nói cho Mark biết tối nay bản thân sẽ đến lấy giày, bảo Mark mau sửa giày đi. Mark mau chóng làm việc, đang sửa thì máy đã bị hỏng. Mark bất lực nhớ ra ở tầng hầm còn có máy cũ mà bố để lại. Tuy bố đã bỏ chạy, nhưng ông ấy vẫn để lại chút gì đó. Nhìn thấy máy cũ có hình hoa văn, trông không đơn giản lắm, Mark dùng bộ máy này để sửa giày. Đến buổi tối, chỉ còn mỗi Leon chưa đến lấy giày. Mark đang buồn chán, anh ấy nhìn dưa leo ướp ở trên bàn và giày da của Leon. Anh ấy đã cầm giày lên, size 42 vừa đúng là size chân mình. Mark đã đá chiếc giày cũ của mình, thay đôi giày da vào. Chuyện khó tin đã xảy ra, anh ấy đã trở thành dáng vẻ của Leon. Mark mau chóng cởi giày ra, lại trở về là bản thân. Mark cảm thấy chuyện này không ổn, mau chóng đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu bản thân sau khi biến hình của mình. Giọng thay đổi, râu thay đổi, đến vị trí răng vàng cũng giống y hệt. Mark lại tìm được một đôi bốt, mau chóng mang vào. Lần này không có chuyện gì xảy ra cả. Mark sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy then chốt của chuyện này chính là máy may cũ ở tầng hầm. Anh ấy đã sửa lại chiếc bốt rồi mang vào, trong gương xuất hiện một ông già. Mark cảm thấy điều này rất thú vị. Chiếc giày tiếp theo đã khiến anh ấy giật mình, trong gương lại là một gương mặt thối rữa. Mark biết được chủ giày đã mất. Mark dường như đã mở cánh cửa của thế giới mới. Ngày hôm sau, anh ấy biến thành một người lớn tuổi bị hói, đến trêu hàng xóm Jimmy của mình hát. Jimmy ngây người ra. Mark vui vẻ cực, tôi muốn trở thành ai cũng được. Từ đó về sau, Mark bắt đầu đánh giá kỹ từng vị khách một. Ngày hôm nọ, Mark trở thành một người da vàng, đến Chinatown. Anh ấy bất ngờ phát hiện đến giọng điệu của mình cũng thay đổi. Tôi đã có giọng khác. Một người đàn ông quay về nhà, nhìn thấy trong nhà có một cô gái xinh đẹp đang tắm. Anh ấy lắp ba lắp bắp. Cô gái hỏi anh ấy có muốn hẹn hò không. Người đàn ông cởi thắt lưng ra, kéo đến xuống giày, nhưng lại ngây người ra. Tôi không thể làm vậy. Cô gái ngây ra. Anh đang đùa sao? Người đàn ông vội vã chạy ra ngoài. Người đàn ông này là Mark, thợ giày đời thứ tư trong nhà. Vài ngày trước tình cờ phát hiện giày được sửa bằng máy may gia truyền. Sau khi mang vào, sẽ có thể trở thành dáng vẻ của chủ nhân chiếc giày đó. Cởi giày ra thì trở lại là bản thân. Anh ấy đã chìm đắm trong đó, biến thành người khác để đi ăn một bữa thịnh soạn, rồi tìm nhà vệ sinh thay giày, trở thành bản thân để tránh việc trả tiền. Nhìn thấy siêu xe của người khác thì liền biến thành Leon để đòi giày người đó. Sau khi biến hình, bản thân tự lái siêu xe đi hóng gió. Một hôm nọ, một cô gái xinh đẹp đã đem giày của bạn trai mình đưa cho Mark sửa, nên đã có màn mở đầu video. Mark không hề xấu tính. Bố mất tích vào lúc 20 năm trước, để lại anh ấy tự chăm sóc. Người mẹ bị Alzheimer, bọn họ nương tựa vào nhau mà sống. Mấy ngày sau, Mark hỏi mẹ, nếu như mẹ có thể làm bất kỳ chuyện gì thì mẹ muốn làm gì. Bà ấy đã cười một cách chua xót, bảo rằng muốn ăn một bữa tối với bố Mark. Mark đã hứa với mẹ. Vào sinh nhật của mẹ, Mark đã tìm được giày của bố, biến thành bố để cùng mẹ ăn cơm, nhảy một bài. Ngày hôm sau, Mark dậy, phát hiện mẹ đã qua đời trong sự thanh thản. Trong tang lễ, Mark đột nhiên phát hiện bản thân nghèo đến mức đến tiền mua một ngôi mộ tốt cũng không có. Mark đã nghĩ đến siêu năng lực biến hình của mình. Anh ấy ngồi băn khoăn trong tiệm giày, có nên biến thành người khác để trộm tiền không. Có khách đến, là Leon đến lấy giày. Leon nói chuyện rất khó nghe, hỏi sao hôm qua tiệm không có người. Mark bảo mẹ qua đời, bản thân đang ở tang lễ. Leon nghe xong liền buông những lời xúc phạm. Mark xoay người lại, hỏi Leon có hóa đơn không. Không có hóa đơn không thể lấy giày. Leon đã tức giận, nói với Mark, ngày mai nếu không lấy được giày thì sẽ cho Mark đoàn tụ với mẹ. Leon rời đi. Mark hạ quyết tâm trộm tiền của Leon. Anh ấy theo dõi Leon và liên tục thay đổi thân phận khác nhau trên đường đi. Đến nhà Leon, một hồi sau anh ấy phát hiện Leon ra ngoài đi xa. Mark đã đi lên lầu, cửa nhà Leon không có khóa. Mark đã đi vào, thì ra Leon mới cãi nhau với bạn gái. Macy mặt vẫn còn sưng phù, chửi rủa Mark rồi rời đi. Mark đã lục tung nhà, anh ấy nhớ Leon bảo có rất nhiều đồng hồ đắt tiền. Mark đã tìm thấy một chiếc hộp, bên trong hộp chứa đầy súng. Mark lấy một cây dùi cui điện lên, cũng không biết là bị cái gì. Anh ấy đã dùng tay để thử dùi cui điện,
Mắc tỉnh lại. Đã qua 2 tiếng đồng hồ, Mắc mau chóng cầm lấy túi giày chuẩn bị đi. Vừa mở cửa, đã gặp ngay Leon. Leon đã đánh Mắc, Mắc dùng dùi cui điện để hạ gục Leon. Leon sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Mắc đã biến thành một cô gái. Mắc hỏi Leon đồng hồ ở đâu, Leon đã nói vị trí ra. Mắc tìm thấy đồng hồ, đột nhiên có người gõ cửa, Mắc nhìn ra ngoài, phát hiện là đàn em của Leon. Mắc lại quay về hỏi Leon, đàn em muốn làm gì? Leon bảo bên công ty trả tiền, bảo họ đuổi những người dân sống ở khu chuẩn bị được xây lại, bọn họ phải đi làm. Mắc sau khi nghe xong, mở cửa đuổi đàn em đi. Một người đàn ông đi báo án, nói bản thân đã giết một người da đen. Cảnh sát hỏi anh ấy, làm sao vào được nhà của người bị hại? Người đàn ông trả lời, anh ấy giống với tên da đen đó. Cảnh sát cảm thấy anh ấy đang trêu mình, rồi lại hỏi vũ khí là gì. Người đàn ông bảo là giày cao gót. Cảnh sát không muốn hỏi nữa. Họ và người đàn ông đến hiện trường vụ án. Mọi thứ đều rất ngăn nắp, súng, vết máu, thi thể, cái gì cũng không có. Cảnh sát cảm thấy người đàn ông như đang chơi đùa với họ vậy. Người đàn ông lại rất nghiêm túc. Người đàn ông này tên Mắc, anh ấy thật sự đã ngộ sát Leon. Tại vì anh ấy có khả năng đặc biệt, anh ấy là thợ giày, chỉ cần mang giày người khác vào thì có thể trở thành người khác. Hôm nay anh ấy biến thành một cô gái, hỏi Leon tiền ở đâu. Sau khi anh ấy đuổi đàn em đi, Leon lại thoát khỏi dây chói, dùng súng nhắm vào Mắc. Leon càng nói càng tức giận, anh ấy bóp chặt cổ Mắc. Mắc mau chóng cởi giày cao gót ra, trở lại về hình dáng cũ. Leon đã sợ chết khiếp. Khi bình tĩnh lại, anh ấy định bắt lấy Mắc. Mắc đã đá loạn xạ trong lúc khẩn cấp, giày cao gót cắm vào cổ họng của Leon. Mắc sợ đến mức chạy về nhà. Khi vừa ngủ dậy, anh ấy muốn đi báo án nên đã có cảnh lúc nãy. Sau khi cảnh sát rời đi, Mắc trở về tiệm giày với sự khó hiểu. Không ngờ giày cao gót và tiền của Leon lại được xếp ngay ngắn trong tiệm. Mắc không hiểu, cầm lấy những thứ này lại đến cục cảnh sát lần nữa. Jimmy ở tiệm cắt tóc kế bên đã chặn Mắc lại. Jimmy bảo mình quen biết bố Mắc, năng lực của Mắc là được di truyền. Bố của Mắc dùng năng lực này để giúp đỡ người khác, đắc tội quá nhiều người xấu nên mới phải mất tích, bỏ rơi hai mẹ con họ. Mắc sau khi biết được sự thật, anh ấy cũng muốn bảo vệ mọi người như bố đã làm. Anh ấy trở thành phụ nữ, tìm đến công ty bất động sản ở thành phố này, trả lại số tiền mà bà ta cho Leon và nói cho họ biết Leon sẽ không đuổi những người dân ở đó đi. Bọn họ bèn tức giận, muốn dùng độc trị độc. Mắc bị đánh ngất. Đợi khi anh ấy tỉnh lại, bản thân đã nằm trong một chiếc xe. Bọn họ định giết Mắc. Mắc đã nhanh trí đổi thành giày của người lớn tuổi đã mất. Nhân viên công ty bất động sản vừa xoay đầu qua, Mắc đã trở thành xác sống. Xe mất kiểm soát, tông vào ven đường. Mắc bỏ từ trong xe ra. Anh ấy nghe nói công ty bất động sản muốn xử lý hộ gia đình kiên quyết không dọn đi kia. Mắc muốn cứu ông ấy nên đã tìm đến ông ấy và suy nghĩ kế hoạch. Bọn họ chia ra làm hai phía. Mắc biến thành ông lão đi tìm người bên công ty đàm phán điều kiện. Còn ông lão thật cầm lấy tiền, cùng cậu nhân viên bất động sản đi tìm con gái. Cậu ta sẽ giành lại tiền của công ty. Ông lão sẽ báo cảnh sát trước ở trạm xe. Ngoài ra ông lão mà Mắc đã hóa thân tiếp tục hẹn bà trùm bất động sản Greener One ra để khiến cho bà ta hoảng loạn, rồi nói ra những lời tàn độc nhờ truyền thông để lật tẩy bà ta. Cứ thế này bà ta đã có kết cục thê thảm. Ông lão cũng có thể đến nơi khác để lánh nạn tạm thời. Vào đoạn cuối của đoạn phim, thợ cắt tóc Jimmy đã tìm đến Mắc. Ông ấy cởi giày ra, liền trở thành hình dáng giống bố của Mắc. Ông ấy chính là bố của Mắc. Tại vì đắc tội quá nhiều người xấu, ông ấy chỉ có thể chọn cách biến mất. Nhưng bấy nhiêu năm nay, ông ấy vẫn luôn âm thầm bảo vệ mẹ con Mắc. Xác chết của Leon cũng do ông ấy xử lý. Phim đã kết thúc ở đây. Bộ phim này là chàng thợ giày vui tính. Tuy nửa phần sau của bộ phim khá nặng nề, nhưng vẫn có rất nhiều yếu tố hài hước. Bộ phim này là câu chuyện phấn đấu điển hình của những nhân vật nhỏ bé. Lúc đang buồn bực có thể xem thử. Còn nhiều nội dung thú vị hơn. Hẹn gặp lại sau nhé.